Sau đây, truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Họ và tên Nguyễn Xuân Phúc Tên thường gọi Nguyễn Xuân Phúc Ngày sinh 20 tháng 7 năm 1954 Quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Dân tộc Kinh Ngày vào đảng 12 tháng 5 1982 Ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983 Trình độ đào tạo: Giáo dục phổ thông 10/10. 10, chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga. Khen thưởng: Các huân chương lao động hạng 3 năm 2001, hạng nhì năm 2005, hạng nhất năm 2009. Huân chương chiến công hạng 3 năm 2003. Huân chương vàng quốc gia của nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2017. Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14, 15. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác

cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên, phó văn phòng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, khóa 1, 2, học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia. Từ năm 1993 đến năm 1996, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Furama Đà Nẵng Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng khóa 15-16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 1997 đến năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17-18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6. Từ năm 2001 đến năm 2004, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 18, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên Ủy ban kinh tế, ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 19, Bí thư ban cán sự Đảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy. Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, bí thư Đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, ủy viên bộ chính trị khóa 11, ủy viên ban cán sự đảng chính phủ, bí thư đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ, đại biểu quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên bộ chính trị khóa 11, phó bí thư ban cán sự đảng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Lào, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo của chính phủ về tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992. Tổ trưởng tổ kinh tế của tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, tham dự chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Harvard. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, phó bí thư ban cán sự đảng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ tiếp tục giữ các chức vụ trưởng ban, phó trưởng ban, các ban chỉ đạo liên ngành nêu trên. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 7 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo nhà nước về biển Đông, hải đảo, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, chủ tịch hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ngày 26 tháng 7 năm 2016 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 được bầu giữ chức thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư ban cán sự Đảng chính phủ, thủ tướng chính phủ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo nhà nước về biển Đông, hải đảo, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, Trưởng ban chỉ đạo về an toàn, an ninh mạng quốc gia, Trưởng tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương bầu lại vào bộ chính trị khóa 13. Từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 tại kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa 14 được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Được bộ chính trị phân công giữ chức trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, đại biểu Quốc hội khóa 15 Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.